Vũ Đại Review. Xin được chúc tất cả người xem của kênh luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và mong mọi người luôn ủng hộ khi kênh ra chap mới nha. Chap 178. Chap tiếp theo của bộ truyện Toàn cầu băng phong. Ta chế tạo phòng an toàn tại tận thế. Ở chap trước sau khi Trương Dịch đi xuống khu vực chế tạo vũ khí do Khả Nhiên đảm nhận, Khả Nhiên đã giao cho Trương Dịch một ống nhắm giảm thanh do cô đặc biệt chế tạo ra. Sau khi nhận được ống nhắm, Trương Dịch cảm thấy rất vui và khen cô bé đã làm việc rất tốt. Có ống nhắm này, Trương Dịch như hổ mọc thêm cánh. Tiếp tục ở chap tiếp theo, Khả Nhiên rất vui mừng vì Trương Dịch thích sản phẩm mà mình tạo ra. Cô nàng với bộ dạng hào hứng nói, anh Trương Dịch, sau này nếu em cần gì thì anh hãy nói với em nhé. Em chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để giúp anh chế tạo ra những thứ mà anh cần. Trương Dịch đột nhiên tiến lại gần và ngồi xuống bên cạnh Lục Khả Nhiên, bàn tay đặt lên vai cô và thoải mái nói chuyện. Đúng vậy, đây chính là mục đích lần này của tôi khi vào đây. Trương Dịch ho nhẹ một vài tiếng, bên dường như không để ý rằng khoảng cách cả hai người là quá sát nhau khiến cô nàng Khả Nhiên đỏ bừng mặt thấy ngại ngùng và tỏ ra yên lặng cúi gằm mặt xuống. Mên hắng giọng nói, Khả Nhiên, những chất dễ cháy như lựu đạn, bom mìn và chất nổ, cô có thể chế tạo ra những thứ này không? Cô nàng liền ngồi cách xa Trương Dịch ra một chút và có vẻ hơi ngại ngùng. Trương Dịch thấy cô không nói gì nghĩ, rằng những thứ này có vẻ hơi khó so với cô ấy sao? Mên liền hỏi có chút ngại, những thứ này chế tạo có khó không? Sau câu hỏi của Trương Dịch, Lục Khả Nhiên đột nhiên đứng bật dậy, cô nàng nghiêm mặt lại và nói bằng giọng nghiêm túc, anh Trương Dịch, sao anh lại hỏi em câu hỏi như vậy được? Anh ơi, dường như anh đã đánh giá thấp khả năng của em rồi. Em tưởng rằng có chuyện gì phức tạp hơn chứ? Cô nàng tỏ vẻ có chút khó chịu khi Trương Dịch lại nghĩ năng lực của mình có chút kém cỏi như vậy, cô nắm chặt tay lại và tiếp tục nói, hừ, những thứ mà anh nói thực sự hoàn toàn không khó về mặt kỹ thuật, thứ thật sự khó để chế tạo ở thời đại bây giờ có lẽ là pin năng lượng mới mà thôi. Trước vẻ mặt ngỡ ngàng của Trương Dịch, Lục Khả Nhiên khoanh tay quay mặt sang phía khác và làm bộ dạng giận dỗi, em thật sự đang cảm thấy như mình đã bị anh lừa, vì đã yêu cầu em làm những thứ nhỏ nhặt như thế này. Trương Dịch đang đối mặt với một tình huống mà ít khi anh gặp phải, nên có chút khó xử nhưng cũng vui mừng nghĩ, ôi năng lực của Lục Khả Nhiên thật tuyệt. Đối với một thiên tài như thế này, những thứ mình yêu cầu có phải là quá dễ dàng với khả năng của cô ấy không? Trước vẻ khó xử của Trương Dịch, cô nàng cũng thoải mái hơn. Cô quay mặt lại và giải thích những vấn đề còn tồn đọng trong suy nghĩ của Mên, những thứ mà anh muốn chế tạo ra thực sự rất ít được sử dụng trong chiến tranh hiện đại. Vào một năm trước, những vũ khí và trang bị phù hợp cho tác chiến đơn lẻ này sử dụng khi chiến đấu, thì rất là tốt. Trương Dịch nghiêm túc lắng nghe, cô nàng tiếp tục ngồi xuống và giải thích về vấn đề thuốc súng, ngay cả một học sinh trung học cơ sở cũng có thể làm được nếu có đủ nguyên liệu chế tạo. Không phải những nguyên liệu này chỉ là monosulfur, monosulfur, zinitrat và sanchacol thôi sao? Trương Dịch thấy vậy cũng ngồi xuống ghế và đáp lại, bây giờ đã không giống trước kia. Sau khi thời đại cực hàn giáng lâm, các loại vũ khí kỹ thuật cao và khung đúc gần như đã biến thành sắt vụn. Trương Dịch thay đổi thái độ sang nghiêm túc và nói, chiến tranh bây giờ là cuộc chiến giữa người với người, quy mô ngày càng nhỏ. Nếu như vậy thì mìn, thuốc nổ sẽ có chỗ để dùng. Mên quay sang nghiêm túc nói thêm khiến cô nàng Khả Nhiên có chút giật mình. Trương Dịch nói, Hân Hân đã tìm ra được nguồn tín hiệu xâm nhập vào sở tránh nạn của chúng ta rồi. Hiện tại chúng ta đang bị người khác nhắm vào rồi. Bây giờ không rõ lai lịch của đối phương, nhưng rất có khả năng đây là một tổ chức có lực lượng vũ trang lớn mạnh hơn, chúng ta nghĩ. Mên tiếp tục giải thích, vì để bảo vệ an toàn tính mạng cho chúng ta, tôi bắt buộc phải nâng cao cấp bậc phòng bị, tăng cường bố trí cạm bẫy xung quanh đây. Cô có hiểu ý tôi không? Cô nàng nghĩ vừa nãy dường như mình đã thể hiện và tỏ thái độ có chút thái quá, liền ngại ngùng tỏ vẻ hối hận, cô quay sang Trương Dịch và có thái độ hối lỗi, thì ra là như vậy. Thật ngại quá, đại ca, vừa nãy là tôi không biết những chuyện này đang xảy ra. Trương Dịch tỏ vẻ thông cảm đưa tay lên xoa đầu cô nàng. Không sao cả, cô làm thật tốt là được, những chuyện khác cô không cần lo, có tôi ở đây rồi. Tôi sẽ bảo vệ cô. Lục Khả Nhiên dường như cảm động trước lời nói và hành động của Trương Dịch, khóe mắt cô trở nên cay cay. Đại ca, hức, anh đối xử với tôi thật là rất tốt, tôi cũng không biết nên báo đáp anh như thế nào. Trương Dịch đưa tay lên lau nhẹ nước mắt trên mặt cô nàng và dỗ dành. Thực ra cô không biết, lần đầu tiên tôi gặp cô đã cảm giác rằng tôi cực kỳ có duyên với cô rồi. Cô trông rất giống với một người em gái của tôi. Vừa gặp cô tôi đã nhịn không được mà muốn bảo vệ cô. Khả Nhiên nước mắt tuôn rơi, cô cảm động trước những lời nói của Trương Dịch, thật sao? Trương Dịch vừa cười nói vừa chạm ngón tay vào mũi Lục Khả Nhiên. Đương nhiên là thật rồi, tôi còn có thể lừa cô được sao? Khả Nhiên dừng khóc và cười nói, ừm. Trong thoáng chốc cô đỏ mặt, bặm chặt môi. Vũ Đại Review nghĩ dường như cô nàng này cũng có ý thích anh bên chính nhà chúng ta, thật sự trong cái thời đại băng phong này, có người bảo vệ mình, lo cho mình cái ăn cái uống đầy đủ, em nào chả dụng chứng phải không anh em?
nhất là khi anh Trương Dịch nhà chúng ta lại còn đẹp trai lai láng thế này, đã thế lại tinh thông 36 tư thế. Lục Khả Nhiên thầm nghĩ, nhưng, chỉ có thể là, em gái sao? Trương Dịch bất ngờ đưa tay lên nựng má của cô nàng và trấn an, nhưng dường như hành động này, khiến cô nàng cảm thấy ngại ngùng và giật mình trước vẻ đẹp trai của Trương Dịch, ngoan ngoãn nghe theo lời của anh. Không cần phải lo lắng gì hết, tất cả đều đã có anh ở đây. Trước mặt Lục Khả Nhiên bây giờ xuất hiện một Trương Dịch đẹp trai soái ca, đã thế lại còn dẻo mồm nữa chứ, bên liên tục rót mật vào tai cô nàng. Chỉ cần anh vẫn còn ở đây thì sẽ không để em phải chịu bất kỳ tổn thương gì. Lục Khả Nhiên bị hớp hồn trước dáng vẻ này của Mên, cô với đôi mắt lấp lánh nhìn chỉ biết gần đầu lia lịa, Trương Dịch sau khi nhập tâm diễn vai soái ca ngầu lòi, thì liền lập tức đi ra ngoài, trước khi kết thúc kịch bản Mên không quên rót mật thêm vào. Vậy được rồi, em vẫn tiếp đi, chú ý giữ sức khỏe đấy, đừng lao lực quá. Lục Khả Nhiên dường như vẫn đang u mê chìm đắm trong mật ngọt do anh Trương nhà ta liên tục rót vào, cô nàng sung sướng tươi như hoa chỉ đáp lại một câu, Trương Dịch nhà ta. Sau khi ra bên ngoài liền xả vai diễn tỏ rõ bộ mặt nham hiểm của một chap boy, Mên nghĩ thầm, tuy chiêu trò không phải đặc sắc gì nhưng mình nhất định phải lôi kéo Lục Khả Nhiên ở bên cạnh mình, một nhân tài hiếm có như vậy, phải để cô ta một lòng một dạ yêu mình thì mới được. Trương Dịch nhìn mặt khắm lọ thật anh em ạ, nhưng ở cái thời đại như thế này, thật thà chỉ có đi đạp xe thôi, anh em có nhớ mấy cái xe đạp không nhỉ? Trương Dịch nhà ta vừa đi vừa tiếp tục tự luyến về bản thân không ngừng, thời khắc cần thiết, bán sắc đi cũng không phải là không thể. Mên nhìn vào ống giảm thanh đang cầm trên tay vừa mừng thầm, dù sao thì thứ nguy hiểm như vũ khí này, nhất định phải nắm chắc vào trong tay của mình. Anh em nghĩ sao, những chap sau Mên có đi tẩm ngầm làm thịt mấy quả ngáo ngơ nào không? Giúp đỡ mình một đăng ký để tiếp tục theo dõi diễn biến các chap tiếp theo nha. Monosulfur.